Nam Mô A Di Đà Phật. Giác Lợi mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh Giác Lợi Vlog cũng như xem kênh Thần Tài Giải Trí. Giác Lợi kính chúc tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh luôn được niềm vui an lạc, gia đạo luôn được bình an tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Hôm nay Giác Lợi xin đọc chia sẻ tử vi ngày mới, tuần mới cho bà con cô bác anh chị em, tuần mới từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 dương lịch năm 2024, 12 con giáp, cho quý anh chị em chúng ta tham khảo. Nếu như chúng ta tham khảo về cái mặt nào đó thuận lợi thì quý chị, quý anh chị em chúng ta có thể nắm bắt phát huy thêm. Về cái mặt nào đó nó không được thuận lợi, không được tốt thì quý anh chị em chúng ta cũng có thể chủ động hơn cho tuần mới được nhiều niềm vui an lạc. Mang tính chất là tham khảo, còn tùy thuộc vào phước đức của mọi người. Cho nên mong rằng quý anh chị em chúng ta tham khảo, nếu như thấy có hữu ích nhớ chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng xem và cùng tham khảo với Giác Lợi. Chúng ta tham khảo để chúng ta sẽ cung cấp cho quý chị những cái dự đoán cũng như là những cái mà chúng ta có thể chủ động hơn cho cái công việc, cho trong cái tuần đó chúng ta nếu như chúng ta tốt thì chúng ta cố gắng chúng ta nắm bắt thêm, còn về cái mặt nào đó nó không được thuận lợi thì chúng ta cũng có thể chủ động hơn. Thì đầu tiên là Giác Lợi xin đọc chia sẻ tử vi tuổi Tý tuần mới từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 năm 2024 dương lịch. Đây là tuần lễ sẽ hứa hẹn mang đến nhiều điều tiện ích và tích cực khởi sắc hơn cho những người tuổi Tý. Nhờ sự trợ giúp của các sao tốt như là chính quan và bách việt, bạn không chỉ cải thiện được kỹ năng chuyên môn mà còn có cơ hội mở rộng tài chính, phát triển các mối quan hệ của mình trong tuần mới này rất tốt. Sự nghiệp được chính quan nâng đỡ ngay từ đầu tuần, tuổi Tý cảm thấy tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả, nhiệt tình hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn chứng minh khả năng của mình thông qua việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đừng chỉ làm việc theo lối máy móc mà hãy lập kế hoạch dài hạn, phối hợp với đối tác, đồng nghiệp và cấp trên để mọi việc diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hơn. Về cái mặt tài chính của tuổi Tý tuần này rất đáng mong đợi, bạn có thể tham gia vào các hoạt động đầu tư hoặc là thử sức với những lĩnh vực sáng tạo mới nào đó. Tuy nhiên, cần phải cẩn trọng và lập kế hoạch sử dụng vốn hợp lý, tránh bị cuốn vào những cơ hội có lợi nhuận quá hấp dẫn mà thiếu đi cái sự kiểm chứng nào đó về thông tin để chúng ta hạn chế bớt được những cái rủi ro nào đó. Cái đường tình duyên sau bách việt mang đến nhiều cơ hội gặp gỡ và kết nối cho người tuổi Tý. Chúng ta chỉ có vượng đào hoa rất là tốt trong tuần lễ này. Đặc biệt là những người độc thân, bạn có thể gặp được những người phù hợp qua mạng xã hội hoặc là các sự kiện giao lưu. Những người đã có đôi sẽ trải qua một tuần bình yên, không có mâu thuẫn lớn xảy ra, giúp cho tình cảm thêm nhiều gắn bó hơn đối với anh chị em tuổi Tý. Riêng về mặt sức khỏe, mặc dù tuần mới khá bận rộn, bạn cần chú ý duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và nghỉ ngơi hợp lý. Đặc biệt là đừng quên dành thời gian cho các hoạt động tập thể dục nhẹ nhàng hoặc là thiền để giảm căng thẳng và nâng cao sức đề kháng. Có thể là chúng ta thói quen của chúng ta là dậy cái chúng ta ăn sáng, chúng ta đi làm, thì hôm nay chúng ta nên dính ít thời gian khoảng 15 phút để chúng ta tập dưỡng sinh hay chạy bộ hay là hít thở không khí trong lành, tập yoga hay gì đó để cho sức khỏe chúng ta tốt trước khi chúng ta bắt đầu một ngày mới, nó sẽ tốt hơn đối với sức khỏe của quý anh quý chị chúng ta. Đầu tiên là tuổi Giáp Tý mạng kim làm việc hiệu quả, hăng hái và cải thiện đáng kể các kỹ năng chuyên môn. Hãy tập trung vào lĩnh vực mà chuyên môn của mình để mục tiêu hiệu quả dài lâu trong tuần này rất là tốt đối với anh chị em tuổi Giáp Tý mạng kim. Tuổi Bính Tý mạng thủy năng suất làm việc cao, hoàn thành được số lượng lớn nhiệm vụ trong thời gian ngắn. Điều này giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên trong tuần mới. Tiếp theo là tuổi Mậu Tý mạng hỏa, cần chú ý nhiều hơn đến việc giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên để tạo môi trường làm việc thuận lợi hơn. Tuổi Canh Tý mạng thổ có nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động đầu tư và cho vay, tuy nhiên hãy cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định nào đó. Tuổi Nhâm Tý mạng mộc, người độc thân có khả năng gặp được ý trung nhân qua mạng xã hội.
Đây là thời điểm lý tưởng để mở lòng mình đón nhận tình yêu đích thực đối với quý anh quý chị chúng ta. À, chúc quý anh chị em tuổi Tý tuần mới được nhiều niềm vui, an lạc, may mắn hơn. Và tiếp theo Giác Lợi xin đọc chia sẻ tử vi tuổi Sửu tuần mới từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12. À, bắt đầu với những biến động trong cuộc sống của người tuổi Sửu, khi các khí không đủ mạnh để xua tan những khó khăn mà hung tinh Thiên Cẩu mang lại. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là bạn sẽ gặp toàn điều xui xẻo, bởi nếu giữ vững tinh thần lạc quan và nỗ lực hết mình, bạn vẫn có thể đạt được những bước tiến triển quan trọng nào đó. Người tuổi Sửu sẽ trải qua một tuần mới đầy thử thách khi chúng ta bị Thiên Cẩu hung tinh xuất hiện trong tuần mới, mang đến không ít áp lực trong công việc. Bạn có thể cảm thấy thái độ làm việc của mình bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp hoặc là không đạt kỳ vọng. Hãy cẩn trọng và cách ứng xử duy trì sự tập trung, tránh lơ là trong tuần mới. Công việc nhóm cũng sẽ là một thử thách lớn khi bạn cảm thấy khó khăn trong công việc tìm kiếm nói chung với đồng nghiệp. Thay vì tự làm việc một cách riêng lẻ, hãy cố gắng để xây dựng tinh thần đoàn kết để tạo ra kết quả tốt hơn đối với anh chị em tuổi Sửu của chúng ta. Về cái mặt tài chính, tuần này không có dấu hiệu khó khăn lớn, nhưng bạn cần phải thận trọng trong việc quản lý tiền bạc. Một số khoản chi tiêu bất ngờ có thể khiến cho bạn cảm thấy áp lực tài chính. Đây là lúc bạn nên ưu tiên các kế hoạch tiết kiệm và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi để tránh vượt quá ngân sách trong tuần mới này. Về cái vận trình tình cảm của tuổi Sửu có những dấu hiệu tích cực hơn. Người độc thân có thể gặp gỡ đối tượng tiềm năng thông qua các mối quan hệ xã hội hoặc là giới thiệu từ người bạn bè, đồng nghiệp. Những người đã có đôi sẽ có một tuần lễ ổn định, mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn nhờ sự thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Sức khỏe trong tuần này của người tuổi Sửu không có dấu hiệu đáng lo ngại, nhưng bạn nên chú ý nghỉ ngơi đầy đủ và không để công việc gây căng thẳng quá mức. Một chế độ ăn uống lành mạnh và thời gian vận động hợp lý sẽ giúp cho bạn duy trì một sức khỏe tốt và ổn định hơn. Tới đây là Giác Lợi tiếp tục đọc tuổi Ất Sửu, mạng kim, áp lực công việc gia tăng, cần duy trì thái độ làm việc chuyên nghiệp hơn trong tuần mới. Tuổi Đinh Sửu, mạng thủy, gặp khó khăn khi làm việc nhóm, cần chú ý hòa hợp với đồng nghiệp, với mọi người hơn trong tuần mới này. Tuổi Kỷ Sửu, mạng hỏa, xây dựng tinh thần đoàn kết sẽ giúp cho bạn vượt qua trở ngại trong công việc khi chúng ta gặp khó khăn. Tuổi Tân Sửu, mạng thổ, chi phí hoạt động tăng cao, cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý trong tuần mới. Tuổi Quý Sửu, mạng mộc, người độc thân có cơ hội kết nối nhân duyên qua các mối quan hệ xã giao. Chúc quý anh chị em tuổi Sửu tuần mới được nhiều niềm vui, an lạc, gia đạo được bình an hơn, thành công hơn, tốt đẹp hơn, may mắn hơn đối với quý anh chị em chúng ta trong tuần mới. Tiếp theo Giác Lợi xin đọc chia sẻ tử vi tuổi Dần tuần mới từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12. Tử vi tuổi Dần tuần mới cho thấy con giáp tuổi Dần có tín hiệu tích cực với người tuổi Dần hơn trong tuần mới này. Sao Thiên Đức xuất hiện sẽ giúp cho người tuổi Dần thêm phần lạc quan và tự tin để đối mặt với mọi vấn đề. Dù một vài thử thách vẫn xuất hiện, nhưng nhờ sự bình tĩnh và khả năng giải quyết vấn đề sắc bén, người tuổi Dần có thể nhanh chóng vượt qua trong tuần mới này. Vận trình công việc của tuổi Dần có nhiều khởi sắc, đặc biệt là nhờ sự giúp đỡ của Thiên Đức Tinh Cát Tinh. Bạn giữ được sự tự tin và lạc quan đối mặt với các nhiệm vụ khó khăn. Những ý tưởng sáng tạo và cách làm việc khoa học sẽ giúp cho bạn ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn mà bạn cần đầu tư và học hỏi thêm những kỹ năng mới nếu muốn tạo ra sự đột phá lớn trong sự nghiệp. Đừng ngại dành thời gian cho các khóa học hoặc là dự án cải thiện bản thân. Chăm chỉ và kiên trì sẽ mang lại kết quả xứng đáng đối với quý anh quý chị chúng ta. Cái tài chính vận may trong cái tuần này rất ổn định và có phần thăng hoa. Người tuổi Dần đang xử lý các khoản đầu tư và kinh doanh một cách khôn ngoan, nhờ đó lợi nhuận liên tục tăng lên. Bên cạnh đó, một số cơ hội mới cũng sẽ xuất hiện, nhưng bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng và ưu tiên các phương án an toàn để tránh rủi ro không đáng có. Đây là thời điểm phù hợp để bạn lập kế hoạch tài chính dài hạn, đảm bảo nguồn tiền được sử dụng hiệu quả nhất. Hãy tỉnh táo và kiên nhẫn trong các quyết định tài chính tối ưu quá lợi nhuận của mình trong tuần mới này. Tình duyên của người tuổi Dần rất đáng mong đợi. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng thú vị qua cuộc gặp gỡ, sự kiện xã giao hoặc hoạt động cộng đồng nào đó. Đừng ngại mở lòng mình chia sẻ, bởi đây có thể là thời điểm
khởi đầu cho một mối quan hệ đầy lý tưởng đối với quý anh chị em chúng ta. Đối với những người đã có đôi có cặp, mối quan hệ các bạn sẽ thêm phần gắn kết nhờ sự chia sẻ và thấu hiểu. Các cặp đôi có thể tận dụng thời gian này để lên kế hoạch cho một dự định lớn trong tương lai nào đó của cuộc sống của mình trong tuần mới này. Sức khỏe Tuổi Dần cần chú ý hơn đến sức khỏe của mình trong tuần này. Áp lực công việc có thể khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc là căng thẳng. Vì vậy đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý. Bên cạnh đó hãy duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và đừng quên tập thể thao thường xuyên để tăng cường sức đề kháng của chúng ta, nhất là vào sáng sớm. Chúng ta thường xuyên tập thể thao nhẹ, tập yoga hay là chạy bộ, hít thở không khí trong lành dưỡng sinh sẽ rất là tốt cho quý anh chị chúng ta trước khi bắt đầu một ngày mới. Tuổi Giáp Dần Mạng Thủy có được sự lạc quan và sự tự tin để giải quyết mọi vấn đề. Tuổi Bính Dần Mạng Hỏa nhanh chóng tìm ra giải pháp hợp lý dù phải đối mặt với nhiều thách thức. Tuổi Mậu Dần Mạng Thổ, nếu muốn có sự đột phá trong công việc bạn cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Tuổi Canh Dần Mạng Ngọc, xử lý các khoản đầu tư kinh doanh khôn ngoan, lợi nhuận đổ về rất là tốt. Tuổi Nhâm Dần Mạng Kim, người độc thân có thêm các kết nối mới khá là thú vị trong tuần mới này. Nói chung là đối với quý anh chị tuổi Nhâm Dần Mạng Kim trong cái tình cảm trong tuần này rất là tốt. Chúc quý anh chị em tuổi Dần tuần mới được nhiều niềm vui, an lạc, gia đạo được bình an, thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Tiếp theo là giác lợi nói về tuổi Mão tuần mới từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 năm 2024. Hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội để người tuổi Mão bứt phá trong sự nghiệp và củng cố tài chính của mình. Với sự nỗ lực hỗ trợ của các tinh ấn quan, bạn sẽ dễ dàng vượt qua những thử thách khó khăn, thậm chí là đạt được kết quả như mong đợi. Đối với quý anh chị em tuổi Mão là bắt đầu ngày mùng 1. Trong cái tuần này, trong cái ngày mùng 1 đầu tháng là quý anh chị em chúng ta rất là may mắn về vấn đề tiền bạc. Giác lợi đã đọc chia sẻ 4 con giáp may mắn cho quý anh chị chúng ta rồi bên kênh Thần Tài Giải Trí. Sự nghiệp tuần này đạt được nhiều tiến triển rất là khả quan. Dưới tác động của các tinh ấn quan, bạn không chỉ hoàn thành tốt công việc được giao mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ với cấp trên nhờ vào khả năng vượt qua thử thách một cách xuất sắc. Những nhiệm vụ tưởng chừng phức tạp lại trở nên đơn giản khi bạn tập trung và tận dụng tối đa khả năng của mình. Tuy nhiên, bạn cần nhớ giữ thái độ khiêm tốn, tránh để cái tôi quá lớn gây hiểu lầm hoặc là mâu thuẫn không đáng có tại nơi làm việc. Tài vận của người tuổi Mão trong tuần này khá là ổn định. Bạn có thể đạt được nguồn thu đáng kể từ công việc chính và các công việc phụ. Điều này chứng minh rằng con giáp tuổi Mão đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hậu cảnh báo rằng trong tuần này không phải là thời điểm lý tưởng để đầu tư mạo hiểm hay mở rộng quy mô lớn làm ăn kinh doanh lớn. Hãy ưu tiên tích lũy tài sản, quản lý tiền bạc thông minh và lên kế hoạch dài hạn cho tương lai của mình. Tuần mới mang đến nhiều cơ hội hứa hẹn trong chuyện tình cảm đối với anh chị em tuổi Mão. Người độc thân có thể gặp gỡ được những người phù hợp thông qua việc nhóm hoặc là các hoạt động xã hội. Đối với những người đã có đôi, đây là thời điểm thích hợp để bạn và người ấy chia sẻ, thấu hiểu, làm mới mối quan hệ của mình rất là tốt. Riêng cái vấn đề sức khỏe tương đối ổn định trong tuần này. Tuy nhiên, áp lực trong công việc đôi khi khiến cho những người tuổi Mão chúng ta dễ cảm thấy căng thẳng. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện đều đặn sẽ giúp cho bạn duy trì năng lượng suốt cả một tuần lễ này. Tuổi Ất Mão Mạng Thủy 1975, sự nghiệp phát triển thuận lợi, bạn có thể dễ dàng vượt qua thử thách mà cấp trên đã đưa ra cũng như đối tác khách hàng đã ký kết với chúng ta sẽ rất là tốt trong cái tuần này. Tuổi Đinh Mão Mạng Hỏa, hãy chú ý đến vai trò của bản thân tại nơi làm việc, tránh để cái tôi ảnh hưởng đến mối quan hệ trong đồng nghiệp chúng ta. Tuổi Kỷ Mão Mạng Thổ, cẩn thận trong lời nói hành động, tránh gây hiểu lầm không cần thiết. Tuổi Tân Mão Mạng Mộc 2011, tài chính khả quan, bạn có thể tăng thu nhập từ nhiều nguồn thu khác nhau. Tuổi Quý Mão 1963, không nên mạo hiểm hoặc mở rộng quy mô trong thời điểm này. Hãy ưu tiên tích lũy tài sản và quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn, ưu tiên vấn đề sức khỏe của chúng ta nhiều hơn nữa. Chúc anh chị em tuổi Mão tuần mới thêm được nhiều niềm vui, an lạc, gia đạo được bình an hơn. Tiếp theo là giác lợi xin đọc chia sẻ tử vi tuổi Thìn từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 dương lịch
năm 2024. Theo như tử vi 12 con giáp, tuần mới này là một tuần ổn định, nhiều tiềm năng cho người tuổi Thìn, không có biến động lớn, vì vậy người tuổi Thìn hoàn toàn có thể an tâm tập trung vào những kế hoạch của mình đã đề ra trong tuần mới. Tuần này tuổi Thìn sẽ nhận được sự cơ hội đảm trách nhiệm vụ mới hoặc là thử sức với vai trò quan trọng hơn. Đây là dịp để bạn cải thiện kỹ năng lãnh đạo và quản lý, từ đó tăng cái uy tín trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Khả năng phối hợp và giao tiếp tốt với đội nhóm là điểm mạnh giúp cho bạn đạt được kết quả tốt trong công việc. Đồng thời tuần này cũng rất thích hợp để bạn triển khai các dự án lâu dài hoặc là học hỏi thêm những kỹ năng mới. Tài chính của người tuổi Thìn trong tuần này khá là khởi sắc, bạn có thể nhận được một vài cơ hội đầu tư trong cái tính tích lũy tài lộc dài hạn. Tuy nhiên, khi quyết định hợp tác làm ăn, thực hiện giao dịch gì đó, bạn cần phải giữ vững sự cẩn trọng, tránh bị mù quáng trong lòng tin và dẫn dắt sai lầm. Đồng thời hãy theo dõi sát sao biến động của thị trường để điều chỉnh chiến lược tài chính của mình cho hợp lý hơn. Với những người độc thân, tuần này bạn có thể gặp gỡ một người đặc biệt khiến cho trái tim bạn bị rung động. Đừng ngại mở lòng mình thử sức với những người mới hoặc là những mối quan hệ mới. Còn đối với những ai đang trong mối quan hệ tình cảm, giữa bạn và nửa kia sẽ rất hòa hợp trong tuần này. Hãy lên một kế hoạch cho một buổi hẹn hò lãng mạn hoặc là một chuyến đi ngắn ngày vào cuối tuần để hâm nóng chuyện tình cảm cho tốt đẹp hơn. Sự sẻ chia và thấu hiểu sẽ giúp cho mối quan hệ của những người tuổi Thìn có đôi có cặp sẽ tốt hơn nhiều trong tuần mới này. Sức khỏe của bạn trong tuần này duy trì ổn định, tuy nhiên bạn cần chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi để đảm bảo tinh thần luôn minh mẫn và có một cơ thể khỏe mạnh. Đừng quên duy trì thói quen vận động để thể chất, để tăng cường sức đề kháng cho tốt hơn đối với quý anh chị em tuổi Thìn của chúng ta. Tuổi Giáp Thìn mạng quả vận khí ổn định, bạn có thể tập trung vào việc thực hiện các công việc hoặc mục tiêu của mình yêu thích. Tuổi Bính Thìn mạng thổ 1976, đây là tuần lễ thích hợp để bạn nhận trách nhiệm mới và phát triển kỹ năng lãnh đạo, tạo dựng sự tin tưởng với đồng nghiệp và có thể mở rộng lòng mình đón nhận một tình yêu nào đó mới trong tuần mới này. Tuổi Mậu Thìn mạng mộc 1988, kỹ năng phối hợp và giao tiếp tốt với bạn khi ghi điểm với cấp trên và duy trì sự hòa thuận trong công việc. Tuổi Canh Thìn mạng kim 2000, tài chính có những tín hiệu khả quan, bạn có thể cân nhắc đầu tư các dự án dài hạn. Tuy nhiên đừng quên phân tích kỹ rủi ro trước khi chúng ta quyết định. Tuổi Nhâm Thìn mạng thủy, vận trình tình cảm đầy sắc màu, bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị và ngọt ngào bên cạnh người mình yêu thương trong tuần mới này. Xin chúc anh chị em tuổi Thìn tuần mới được nhiều niềm vui, an lạc, gia đạo được bình an hơn, thành công hơn, tốt đẹp hơn. Tiếp theo là Giác Lợi xin đọc chia sẻ tử vi tuổi Tỵ. Theo như tuần mới này, sự nghiệp trong tuần này người tuổi Tỵ cần đặc biệt chú ý thái độ làm việc. Sự sao nhãng và thiếu tập trung có thể khiến cho bạn mắc phải những sai lầm không đáng có. Đây là thời điểm cuối năm, không phải lúc để chúng ta lười biếng hay thờ ơ đến công việc. Cần cấp trên đang theo dõi và nếu bạn không nỗ lực, nguy cơ mất cơ hội phát triển rất cao. Hãy tập trung vào làm tốt với tinh thần trách nhiệm cao để thể hiện khả năng và nỗ lực của bản thân tốt hơn khi thời buổi Tết sắp nơi, xét thưởng thi đua tùm lum. Nói chung là cố gắng nhẫn nại nhiều hơn nữa. Tài lộc tuần này không mấy khả quan đối với những người tuổi Tỵ, thậm chí có xu hướng giảm sút do ảnh hưởng của hung tinh đại hao. Thu nhập không tăng nhưng lại có những khoản chi bất ngờ khiến cho bạn khó giữ được niềm vui trong cái vấn đề tiền bạc. Vì vậy đây không phải là thời điểm tốt để mạo hiểm đầu tư hoặc là tiêu xài quan phí. Bạn nên kiểm soát tài chính một cách chặt chẽ, lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để vượt qua giai đoạn khó khăn trong tuần mới này. Về cái phương diện tình cảm, người tuổi Tỵ cũng có thể gặp một số vấn đề nhỏ trong tuần này. Đối với những người đã có đôi, xung đột và bất đồng có thể phát sinh nếu bạn không kiểm soát cảm xúc và giao tiếp khéo léo. Hãy dành thời gian lắng nghe và chia sẻ với đối phương để duy trì sự hài hòa trong mối quan hệ. Còn đối với người độc thân, việc tham gia các hoạt động xã hội có thể giúp cho bạn mở rộng mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội gặp gỡ với người phù hợp hơn. Sức khỏe trong tuần này do áp lực công việc và tài chính có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn trong tuần mới.
Bạn cần chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể không bị suy nhược. Ngoài ra, tập thể dục nhẹ nhàng hoặc là thực hành thiền định sẽ giúp cho bạn giảm căng thẳng và duy trì tinh thần đầy tích cực hơn. Ví dụ như sáng chúng ta ít nhất là 10-15 phút để chúng ta chạy bộ, tập dưỡng sinh hoặc là tập yoga gì tại nhà chúng ta. Hít thở không khí trong lành trước khi chúng ta bắt đầu một ngày mới. Và đặc biệt là tối chúng ta đừng thức khuya sau 10 giờ sẽ không tốt cho gan thận, đó nhất là những người tuổi tỵ mà chúng ta sinh năm 1977 trở lên. Xương khớp huyết áp chúng ta không có ổn định, chúng ta nên cẩn thận. Duy trì cái sức khỏe cho tốt hơn, cho may mắn hơn, cho ổn định hơn để chúng ta có đầy đủ sức khỏe thì chúng ta mới làm được công việc tốt hơn. Tuổi Ất Tỵ mạng quả 1965, duy trì tâm lý ổn định là chìa khóa giúp cho bạn vượt qua khó khăn trong tuần mới. Tuổi Đinh Tỵ mạng thổ 1997, cần tập trung hơn vào công việc để tránh mắc phải sai lầm do sao lãng hoặc là do thiếu đi cái tinh thần trong tuần mới. Tuổi Kỷ Tỵ mạng mộc 1989, cuối năm không phải thời điểm để lười biếng, hãy nỗ lực hơn nữa để đạt được những mục tiêu của mình. Tuổi Tân Tỵ mạng kim, tài lộc sa sút, không nên mạo hiểm đầu tư hay chi tiêu quá đà. Tuổi Quý Tỵ mạng thủy, cần chú trọng hơn đến các mối quan hệ tình cảm và tránh xung đột không đáng có. Tiếp chúc anh chị em và tuổi Tỵ của chúng ta tuần mới được nhiều niềm vui an lạc. Tiếp theo Giác Lợi xin đọc chia sẻ tử vi tuổi Ngọ tuần mới từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 dương lịch năm 2021. Tuần này sẽ mang đến những trải nghiệm đa chiều cho những người tuổi Ngọ. Bạn sẽ phải đối mặt với một số thử thách nhưng cũng không thiếu cơ hội. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn vận dụng tối đa sự chăm chỉ, kinh nghiệm và các mối quan hệ để vượt qua khó khăn và đạt được những thành công nhất định nào đó đối với quý anh chị em chúng ta. Tuần này người tuổi Ngọ có thể gặp một số thử thách nhỏ trong công việc, nhưng đó là cơ hội để bạn chứng tỏ khả năng và năng lực của mình. Đừng ngần ngại tìm kiếm lời khuyên từ những người đồng nghiệp cao niên hoặc là những người có kinh nghiệm. Những ý kiến này không chỉ giúp cho bạn giải quyết vấn đề trước mắt mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho sự nghiệp. Nếu bạn biết cách kết nối và hợp tác hiệu quả, bạn sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra. Tài lộc của người tuổi Ngọ trong tuần này có phần ổn định. Sự xuất hiện của hung tinh tiểu hao báo hiệu nguy cơ tiêu tốn tiền bạc, thậm chí có thể phải dùng đến khoản tiền tích lũy. Tuy nhiên bạn không cần quá lo lắng vào cuối tuần. Tài chính sẽ mang đến cơ hội giúp bạn ổn định tài chính để vượt qua giai đoạn này. Hãy hạn chế chi tiêu không cần thiết và lên kế hoạch tài chính hợp lý để bảo vệ nguồn thu. Và chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ trong tuần này sẽ khá là yên ả, dù có những bất đồng nhỏ nhưng bạn và người yêu luôn nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, giúp cho tình cảm thêm bền chặt. Với những người độc thân, tuần này chưa phải thời điểm lý tưởng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể mở lòng mình đón nhận các cơ hội tình cảm đang đến. Biết đâu đó có một mối tình bất ngờ sẽ đến với chúng ta trong tuần mới này. Sức khỏe của người tuổi Ngọ trong tuần này khá ổn định. Bạn nên cần chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để tránh căng thẳng tinh thần. Dành thời gian tham gia các hoạt động thể dục nhẹ nhàng để giúp cải thiện thể lực và duy trì trạng thái tốt càng thêm tốt đối với quý anh chị chúng ta. Tuổi Giáp Ngọ mạng kim 1954, chăm chỉ và kinh nghiệm sẽ giúp cho bạn vượt qua mọi thử thách trong tuần này. Tuổi Bính Ngọ mạng thủy 1966, hãy tham gia khảo sát ý kiến từ đồng nghiệp thâm niên để có được giải pháp tối ưu nhất. Tuổi Mậu Ngọ mạng quả 1978, các mối quan hệ xã giao thân thiết đều mang lại sự hỗ trợ hữu ích cho bạn trong tuần mới. Tuổi Canh Ngọ mạng thổ 1990, tài chính không ổn định, cần chú ý đến chi tiêu để tránh hao hụt về tiền bạc. Tuổi Nhâm Ngọ mạng mộc, tình cảm không có biến động lớn, mâu thuẫn trong các mối quan hệ được giải quyết trong im đẹp trong tuần mới này. Chúc anh chị em tuổi Ngọ chúng ta tuần mới được nhiều niềm vui an lạc, gia đạo được bình an, thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Tiếp theo Giác Lợi xin đọc chia sẻ tử vi tuổi Mùi tuần mới từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 dương lịch năm 2024. Tuần mới này, sự nghiệp của người tuổi Mùi gặp phải một vấn đề phát sinh bất ngờ ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Sao ngũ quỷ tác động khiến cho bạn có thể phải xử lý các tình huống ngoài dự tính, làm cho các kế hoạch cuối năm không thể tiến triển như mong muốn. Bạn cũng không nên ôm đồm quá nhiều nhiệm vụ
quá nhiều công việc. Nếu cảm thấy quá tải, hãy chủ động phân công việc cho đồng nghiệp để giảm bớt áp lực. Đồng thời, nếu cảm thấy bị đối xử không công bằng, đừng ngần ngại lên tiếng để giải quyết vấn đề, mà cố gắng giải quyết với tinh thần hòa nhã. Không nên tranh chấp, không nên cãi cãi, mà chúng ta phải khéo léo và xử sự và tinh tế. Vận tài lộc của người tuổi Mùi trong tuần này không có sự đột phá lớn, mặc dù có một số cơ hội đầu tư, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để mạo hiểm. Vận may tài chính hiện tại không thuận lợi, vì vậy bạn cần cân nhắc kỹ càng trước khi đầu tư, mà không nên vội vàng. Hãy tiết kiệm một khoản tiền dự phòng cho những tình huống khó khăn có thể xảy ra trong tương lai. Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi trong tuần này có thể gặp phải một số rạn nứt, đặc biệt là trong các mối quan hệ lứa đôi. Các tranh cãi hiểu lầm có thể dẫn đến căng thẳng giữa bạn và nửa kia. Cả hai cần phải kiên nhẫn trao đổi và thấu hiểu với nhau nhiều hơn, giải quyết nhiều mâu thuẫn với những người độc thân. Việc tham gia các hoạt động xã hội có thể mở ra cơ hội gặp gỡ, nhưng bạn cần cẩn thận lựa chọn đối tượng để tránh bị tổn thương. Sức khỏe của người tuổi Mùi trong tuần này khá ổn định, tuy nhiên bạn vẫn chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ tinh thần thoải mái, đặc biệt là để tránh áp lực công việc quá ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, vì điều này có thể dẫn đến căng thẳng và mệt mỏi đối với quý anh chị của chúng ta. Tuổi Ất Mùi mạng kim 1955, vận khí có biến động mạnh, dễ gặp sự cố ngoài ý muốn trong tuần mới này. Tuổi Đinh Mùi mạng thủy 1967, các kế hoạch cuối năm bị gián đoạn, cần kiên nhẫn và xử lý tình huống linh hoạt. Tuổi Kỷ Mùi mạng hỏa 1979, không nên ôm đồm hết trách nhiệm trong công việc, cẩn thận phối hợp với đồng nghiệp của mình. Tuổi Tân Mùi mạng thổ 1991, việc đầu tư có cơ hội nhưng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định gì đó. Tuổi Quý Mùi mạng mộc 2003, chuyện tình cảm có thể sẽ phải rạn nứt, cần thấu hiểu và giao tiếp để giải quyết vấn đề tốt hơn. Chúc quý anh chị em tuổi Mùi chúng ta tuần mới may mắn hơn, thành công hơn, tốt đẹp hơn. Tiếp tục là nhắc lại xin đọc chia về sẽ tử vi tuổi Thân tuần mới từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 dương lịch năm 2024. Sự nghiệp dẫn khí trong công việc của người tuổi Thân trong tuần này rất thuận lợi. Bạn sẽ có một tuần làm việc ổn định và tiến triển đều đặn, tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp. Càng về cuối năm, bạn càng gặp phải nhiều cơ hội mới và thử thách thú vị. Nhờ vào sự nhạy bén và khả năng giải quyết vấn đề, bạn sẽ không phải gặp khó khăn mà còn đạt được những thành tích tự hào. Cấp trên và đồng nghiệp sẽ đánh giá cao khả năng của bạn. Đặc biệt, quý nhân sẽ luôn ở bên giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về con đường phía trước. Không còn phải lo sợ hay do dự. Tài chính của người tuổi Thân trong tuần này khá đại vượng nhờ sự hỗ trợ của chính tài và thiên tài. Đây là thời điểm thích hợp để bạn chú ý đến các cơ hội đầu tư có giá trị đích thực, đặc biệt là có sự dự án dài lâu, cần kiên nhẫn và sự tích lũy. Tài lộc sẽ thuận lợi nhưng bạn cần kiên trì và không nóng vội, bởi những cơ hội tốt cần thời gian để phát triển và sinh lời. Sự chăm chỉ và tính toán cẩn thận sẽ giúp cho bạn đạt được những kết quả xứng đáng. Vận may về tình cảm của người tuổi Thân trong tuần này rất tốt nhờ sự chiếu mệnh của sao Cát Tinh Thái Âm. Người yêu hoặc nửa kia sẽ có thể hiện quan tâm và chăm sóc chu đáo bạn nhiều hơn, chiều chuộng bạn nhiều hơn trong tuần này. Nếu bạn là người độc thân hoặc đang yêu đương phương, đây là tuần mới tuyệt vời để bạn mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình. Đừng để sự thiếu sự tự tin cản trở bạn, vì cơ hội này có thể giúp cho bạn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, đầy hứa hẹn đối với quý anh chị em chúng ta. Cái sức khỏe của người tuổi Thân trong tuần này khá ổn định, tuy nhiên để duy trì sự năng động và hiệu quả trong công việc, bạn cần chú ý chế độ ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý và thư giãn đúng cách. Cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp cho bạn duy trì được hiệu quả công việc và tinh thần luôn thoải mái hơn. Tuổi Giáp Thân mạng thủy 1944 và 2004, các phương diện đều tiến triển đều đặn và ổn định. Tuổi Bính Thân mạng hỏa 1956 với 2016, giải quyết tốt mọi thử thách và đạt được thành tích đáng tự hào trong tuần mới. Tuổi Mậu Thân mạng thổ 1968, được quý nhân giúp đỡ, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng về con đường phía trước. Tuổi Canh Thân mạng mộc 1980, chú ý đến các cơ hội đầu tư và tài chính, kiên nhẫn với các kế hoạch dài hạn. Tuổi Nhâm Thân mạng kim 1992, người yêu đơn phương có cơ hội thổ lộ tình cảm và tiến gần hơn đến với đối phương nhiều hơn nữa.
rất là tốt đối với quý anh trong tuần này. Chúc quý anh chúng ta tuần mới, quý chị chúng ta được nhiều niềm vui, an lạc. Tiếp theo, Giác Lợi xin đọc chia sẻ tử vi tuổi Dậu tuần mới. Sự nghiệp của người tuổi Dậu có thể gặp phải một rắc rối trong công việc, đặc biệt là liên quan đến việc di chuyển nhiều các sự cố ngoài dự tính có thể khiến cho bạn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Bạn sẽ phải đi lại đi nhiều để giải quyết các vấn đề phát sinh. Nhưng trong những chuyến đi này, bạn cần chú ý đến sự an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển vào ban đêm hoặc là đến những nơi xa lạ, vì chúng ta trong cái tuần này có chúng ta có cái điềm báo là hỏa huyết quang không được tốt. Nếu có đi công tác xa, hãy tìm sự đồng hành để bảo đảm an toàn. Khi đôi khi có một đối tác cùng đi sẽ giúp cho bạn giải quyết các tình huống khó khăn để dễ dàng hơn. Về cái mặt tài chính của người tuổi Dậu trong tuần này không ổn định, có dấu hiệu tổn hao. Dù bạn có kiếm được nhiều tiền nhưng việc giữ lại chúng sẽ rất là khó khăn. Việc chi tiêu hoặc đầu tư có thể gặp phải một số sai sót, đặc biệt là nếu bạn dễ tin tưởng vào người khác có thể ảnh hưởng đến quyết định tài chính của mình. Trong kinh doanh, nếu không tỉnh táo và cẩn thận, bạn có thể gặp phải những rủi ro lớn. Vì vậy hãy thận trọng trong việc chi tiêu, hạn chế các khoản chi không cần thiết và tạo một khoản dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ. Tình cảm của người tuổi Dậu trong tuần này có thể gặp phải một số bất ổn do cảm xúc dễ thay đổi, dễ xúc động. Điều này có thể dẫn đến các mâu thuẫn hoặc tranh cãi không đáng có trong mối quan hệ. Sự thiếu kiên nhẫn trong cách truyền cảm kiện cảm xúc và có thể khiến cho đối phương khó hiểu để tạo ra sự căng thẳng trong tuần này. Đôi khi chúng ta nói hay chúng ta gì truyền cảm đó, mà cái đối phương kia họ chưa hiểu ý hết chú ý của chúng ta cần phải giải thích rõ ràng để tránh những hiểu lầm xung đột về mặt tình cảm. Mà cái sự hiểu lầm không đáng có này chúng ta có thể chủ động hơn, chúng ta giải thích hoặc là chúng ta nói, chúng ta diễn đạt cho nó cặn kẽ rõ ràng. Đây là một cái là vấn đề mà chúng ta có thể khắc phục được. Để cải thiện tình hình, bạn cần học cách kiềm chế cảm xúc và giao tiếp hiệu quả hơn. Hãy bình tĩnh và thấu hiểu với đối phương nhiều hơn để giải quyết mọi mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Sức khỏe của người tuổi Dậu trong tuần này có thể bị ảnh hưởng bởi công việc căng thẳng của những chuyến đi xa. Bạn cần chú ý đến chế độ ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ và tránh làm việc quá sức. Đặc biệt là nếu bạn có cơ thể thể chất khỏe mạnh thì có thể ảnh hưởng bởi là nhất là những người mà khỏe mạnh thì không sao, còn đối với những người mà có bị bệnh mà nền huyết áp hay tim mạch hay xương khớp hay là vấn đề tiểu đường này, chúng ta cần phải chú ý hơn. Khi thời tiết mà xe lạnh mà nó dễ bị khô mất nước này, chúng ta nên uống nhiều nước lọc vào, bị gì khô môi này ảnh hưởng, chúng ta nên uống nhiều nước vào, tránh tình trạng thiếu nước dễ say sẩm mặt mày, không tốt cho quý anh chị em chúng ta. Chúng ta cần phải quan tâm hơn nhiều sức khỏe chúng ta nhiều hơn nữa. Tiếp theo là tuổi Ất Dậu mạng thủy 1945 và 2005, công việc phát sinh một số rắc rối, bạn phải đi lại đi tới rất là nhiều để giải quyết. Chúng như chúng ta bị cái sao dịch mã trong tuần này, chúng ta phải đi tới luôn rất là nhiều. Tuổi Đinh Dậu mạng hỏa 1957 2017, nên chú ý và giữ sự an toàn khi đi công tác xa, tránh đi một mình vào ban đêm. Kỷ Dậu mạng thổ 1969, mặc dù đã bỏ nhiều công sức nhưng hiệu quả không như mong muốn, cần kiên nhẫn hơn. Tuổi Tân Dậu mạng mộc 1981, tài chính bấp bênh, tiền giàu cũng nhiều mà ra không ít, cẩn thận trong chi tiêu. Tuổi Quý Dậu mạng kim 1993, cảm xúc bất ổn gây ra nhiều mâu thuẫn trong các mối quan hệ, cần kiên nhẫn và thấu hiểu đối phương nhiều hơn nữa. Chúc anh chị em tuổi Dậu tuần mới được nhiều niềm vui, an lạc, gia đạo được bình an hơn. Tiếp theo là Giác Lợi nói về tuổi Tức tuần mới từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12. Sự nghiệp của người tuổi Tức trong tuần này sẽ không gặp phải khó khăn lớn nào nhờ vào khả năng và kinh nghiệm sẵn có. Tuy nhiên, khi được giao những nhiệm vụ mới, bạn có thể cảm thấy hoang mang, đặc biệt là khi đối mặt với các thử thách không quen thuộc. Đừng lo lắng quá nhiều, vì khi bạn bắt được nhịp được cuộc sống và tập trung cao độ, mọi thứ sẽ dần ổn định và bạn sẽ vượt qua được những khó khăn này. Trong quá trình làm việc, bạn cần tránh để cảm giác bối rối làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Hãy tự tin, kiên trì và phát huy khả năng của mình để giải quyết tốt mọi vấn đề.
Về cái mặt tài chính, người tuổi Tuất sẽ có một chút may mắn trong tuần này. Có thể bạn sẽ nhận được các khoản thu nhập đáng kể và cũng có cơ hội đầu tư sinh lời. Tuy nhiên bạn cần phải thận trọng để tránh lòng tham dẫn dắt và không nên hành động dội dàng hoặc là bốc đồng khi có cơ hội kiếm tiền. Mặc dù tài chính ổn định, bạn vẫn cần phải quản lý chi tiêu một cách khoa học và thận trọng hơn các khoản đầu tư dài hạn, hoặc là chúng ta là tính là đừng tính lời lãi mà chúng ta dạng như là cần phải có chữ tính, ví dụ như lợi ích mà làm ăn lâu dài, chứ đừng vì một ngày một bữa thì không nên. Cái đường tình duyên của người tuổi Tuất trong tuần này khá vượng, đặc biệt là với những người còn độc thân, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và kết bạn mới, và có thể sẽ gặp được người đặc biệt. Tuy nhiên đối với những ai đã có đôi, sự hấp dẫn của bạn có thể khiến người khác dễ bị thu hút, gây ra phiền phức và tình cảm ngoài luồng. Nếu không cẩn thận, điều này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của bạn. Hãy biết cách kiểm soát và sử dụng sức hấp dẫn của mình một cách khéo léo để duy trì hạnh phúc cá nhân và tránh gây xáo trộn trong chuyện tình cảm. Riêng cái vấn đề sức khỏe tuổi Tuất trong tuần này có thể bị ảnh hưởng bởi công việc bận rộn và căng thẳng. Bạn chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn nữa, và nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý và tham gia vào các hoạt động thư giãn nhẹ nhàng. Điều này sẽ giúp cho bạn duy trì năng lượng tích cực và tránh tình trạng mệt mỏi kéo dài, không có tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tiếp theo là giác lợi nói về tuổi Giáp Tuất mạng quả 1994, cần kiềm chế cảm xúc và giữ bình tĩnh khi đối mặt với những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Tuổi Bính Tuất mạng thổ 1946-2006, công việc sẽ không làm khó được bạn, bạn có thể yên tâm nhờ vào kinh nghiệm và năng lực của mình. Tuổi Mậu Tuất mạng mộc 1958, khi được giao nhiệm vụ mới, bạn có thể cảm thấy hoang mang, nhưng đừng lo lắng vì bạn sẽ nhanh chóng làm quen và làm tốt công việc. Tuổi Canh Tuất mạng kim 1970, tài chính của bạn khá vượng trong tuần này, có thêm nhiều khoản thu nhập và cơ hội đầu tư, nhưng cần thận trọng hơn trong công việc quản lý tài chính. Tuổi Nhâm Tuất mạng thủy 1982, nhân viên khác phái khá vượng, dụng đào hoa tốt có thể mang lại cơ hội cho các người độc thân. Tuy nhiên đối với những người có đôi có cặp phải thận trọng các mối quan hệ này vì dễ xảy ra đổ vỡ hôn nhân không tốt. Chúc anh chị em chúng ta tuần mới được nhiều niềm vui, an lạc, gia đạo được bình an. Tiếp theo là giác lợi xin đọc chia sẻ tử vi tuổi Hợi tuần mới từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 dương lịch năm 2024. Sự nghiệp của người tuổi Hợi trong tuần này không thật sự thuận lợi. Sao thái tuế tác động khiến cho bạn dễ bị sao lãng và thiếu tập trung. Những công việc tưởng chừng đơn giản cũng có thể gặp trục trặc và bạn có thể phải mắc phải những sai sót không đáng có trong tuần mới. Để tránh làm hỏng công sức đã bỏ ra cả năm, bạn cần kiên trì và ý chí đến từng chi tiết một, đặc biệt là đầu tuần là thời điểm bạn dễ gặp phải nhiều thử thách. Tuy nhiên, nếu giữ thái độ tích cực và tập trung, bạn sẽ tìm thấy cơ hội để phát triển và gỡ gạc lại những gì đã mất. Về cái mặt tài chính, đầu tuần không phải là thời điểm tốt để quý anh chị em chúng ta đầu tư hay là thực hiện những dự giao dịch lớn, đặc biệt là dễ bị lừa gạt hoặc là lợi dụng nếu không trận trọng, đặc biệt các vấn đề liên quan tới tiền bạc thì dễ sẽ bị hao hụt hoặc bị đánh mất hay là dễ bị người khác lừa gạt trong những ngày đầu tuần. Thiên quan án ngữ trong tuần này khuyên bạn không nên khoe khoang về tài sản hay là các khoản tiền của mình, vì điều này có thể thu hút sự chú ý của những kẻ tiểu nhân. Tuy nhiên, vào cuối tuần, thực thần sẽ giúp cho bạn gỡ gạt lại những tổn thất và khôi phục tài chính. Đây là thời điểm tốt để bạn tìm ra cơ hội và thu lợi nhuận lợi ích từ những việc đã làm. Cái đường tình duyên của người tuổi Hợi trong tuần này khá ổn định, đặc biệt đối với những người đã có người yêu. Đây là thời điểm thích hợp để bạn dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho đối tác. Những hành động nhỏ nhưng đầy yêu thương sẽ giúp củng cố và phát triển mối quan hệ của hai bạn. Với những người còn độc thân, bạn sẽ tập trung chủ yếu vào công việc và sự nghiệp, do đó chuyện tình cảm phải ưu tiên trong tuần này. Tuy nhiên, tình cảm có thể mở nở rộ trong tương lai nếu bạn chú ý đến những cơ hội mới. Sức khỏe trong tuần này của người tuổi Hợi không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, do công việc căng thẳng và áp lực, bạn cần chú ý đến việc duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh để tránh mệt mỏi và căng thẳng. Đặc biệt là những tuổi Hợi có xu hướng làm việc quá sức nên dễ gặp tình trạng mệt mỏi và căng thẳng. Hãy dành thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi hợp lý để giữ chế độ tốt hơn, sức khỏe tốt hơn.
sức khỏe tốt thì chúng ta mới làm được mọi công việc tốt đẹp được. Tuổi Ất Hợi mạng quả 1955, công việc có thể gặp khó khăn do thiếu tập trung, bạn cần điều chỉnh lại tinh thần để tránh mắc phải sai sót nghiêm trọng. Tuổi Đinh Hợi mạng thổ 1947-2007, nếu không làm việc chỉnh chu, bạn có thể làm hỏng công sức của cả năm. Hãy tỉ mỉ và cẩn trọng trong mọi công việc, dù là nhỏ nhất cũng phải cẩn trọng. Tuổi Kỷ Hợi mạng mộc 1959, những điều bạn tin tưởng chắc chắn có thể mang lại kết quả bất ngờ, vì vậy đừng quá kỳ vọng vào những gì bạn đã nghĩ là không ổn định. Tuổi Tân Hợi mạng kim 1971, đầu tuần bạn dễ bị lừa gạt về tiền bạc, vì vậy hãy hết sức thận trọng khi làm việc với những người không quen biết. Tuổi Quý Hợi mạng thủy 1983, tình cảm ổn định nhưng bạn cần dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho nửa kia của mình nhiều hơn nữa, để thêm tình cảm thắm thiết hơn, tốt đẹp hơn. Chúc anh chị em tuổi Hợi tuần mới được nhiều niềm vui an lạc, và kính chúc tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh, tham khảo kênh tử vi 12 con giáp tuần mới của Giác Lợi đọc chia sẻ cho anh chị em chúng ta về cái mặt nào đó chúng ta tham khảo có hữu ích, anh chị em chúng ta phát huy thêm. Còn về mặt nào đó nó không thuận lợi, không thuận tiện, không hữu ích thì anh chị em chúng ta cũng có thể hạn chế bớt. Mang tính chất là tham khảo, chúc quý anh chị em chúng ta tham khảo được nhiều niềm vui, an lạc, gia đạo được bình an hơn, thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt anh chị em chúng ta.